Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Cuộc đời lận đận long đong của Bảo Ân, con trai cựu hoàng Bảo Đại. Quý vị thân mến, ít người Việt Nam sống ở quận Cam của California, Hoa Kỳ biết có một người con trai của cựu hoàng Bảo Đại đang sinh sống tại nơi này. Đó là ông Nguyễn Phúc Bảo Ân, sinh năm 1951, con trai của bà Lê Phi Ánh, người vợ không hôn thú của cựu hoàng trong thời gian ở Đà Lạt. Có một điều đặc biệt là không chỉ vì ông là một hoàng tử lưu lạc mà chính vì ông là người con nối dõi triều Nguyễn. Tuy nhiên, cuộc đời ông lại phải khốn khó, lăn lóc nơi đầu đường góc chợ. Để hiểu rõ hơn về cuộc đời của Bảo Ân, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Ngày 4 tháng 10 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm lập ra Ủy ban Trưng cầu Dân Ý để phế truất quốc trưởng Bảo Đại, và ông Diệm đã trở thành quốc trưởng. Theo lời kể của Bảo Ân, mà nhà báo Huy Phương đã ghi lại và cho biết rằng, sau ngày đó, nhiều biệt thự ở Sài Gòn, Đà Lạt và Pháp của bà Phi Ánh đều đã bị tịch thu. Bà và người nhà được lệnh ra khỏi nhà trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Sau ngày cựu hoàng bị Ngô Đình Diệm truất phế, bà con, ngay cả bên gia đình của bà Phi Ánh cũng không ai dám chứa chấp mẹ con bà, nên ba mẹ con phải ở nhà thuê, này đây mai đó thật mệt mỏi. Trong hoàn cảnh này, bà Phi Ánh đành phải bước thêm bước nữa cho đỡ cô đơn vất vả. Khi nghe bà Phi Ánh đi lấy chồng, theo đề nghị của nhiều người thân thuộc trong hoàng tộc, bà từ cung đem Bảo Ân về Huế nuôi cháu nội ăn học. Lúc đầu Bảo Ân ở với bà nội tại cung An Định. Sau đó, cung An Định cũng bị chính phủ Ngô Đình Diệm trưng thu, nên bà từ cung đã thuê một ngôi nhà ở bên ngoài gần đó để ở. Tại Huế, ông Bảo Ân theo học tại trường Thiên Hữu do các linh mục quản nhiệm. Ông tâm sự rằng, tuy sống trong một gia đình Phật giáo thuần thành, ông lại phải theo học từ nhỏ đến lớn tại các trường dòng, nên ông còn phải học thông thuộc kinh Thiên Chúa Giáo hơn một người theo đạo Thiên Chúa Giáo nào khác. Sau thời gian ở Huế, Bảo Ân lên Đà Lạt rồi về Sài Gòn. Tới tuổi quân dịch năm 1970, chỉ mới có bằng trung học, ông vào quân trường Quang Trung rồi phục vụ tại Trung tâm 3, tuyển mộ nhập ngũ tại Sài Gòn. Không hiểu vì lý do gì, năm 1972, ông Bảo Ân bị thuyên chuyển ra sư đoàn 3 tại Quảng Trị. Nhưng khi ra đến nơi, sư đoàn đã tan rã nên ông được trở về đơn vị gốc. Ông Bảo Ân cố gắng đến trường và cuối cùng, trước ngày 30 tháng 4 1975, ông Bảo Ân là sinh viên năm thứ hai phân khoa thương mại tại Đại học Vạn Hạnh của Sài Gòn. Sau năm 1975, bà Phi Ánh sống trong cô đơn tại Sài Gòn và qua đời vào năm 1984, ở tuổi 62. Bà Phương Minh, chị ruột của ông Bảo Ân lấy chồng và lập nghiệp ở Pháp, đã ly dị chồng trước tháng 4 năm 1975, về Sài Gòn thăm mẫu thân và bị kẹt lại đây. Sau đó, cô được người nhà bảo lãnh sang Hoa Kỳ lập nghiệp. Năm 2012, bà Phương Minh qua đời. Còn về phần ông Bảo Ân, lúc đó đã có gia đình nên tiếp tục sống tại Sài Gòn thêm nhiều năm nữa, cho đến năm 1992 mới được gia đình bên vợ bảo lãnh sang Mỹ. Nhà báo Huy Phương đã ghi lại lời kể về một giai đoạn khó khăn của gia đình ông Bảo Ân như sau. Vợ chồng tôi bắt đầu ra chợ trời kiếm sống bằng cách mua đi bán lại. Các bạn hàng ngoài chợ trời thấy hai vợ chồng khuôn mặt ngơ ngác của vợ chồng tôi như hai con nai mới ra ràng, nên họ cũng lừa chúng tôi. Họ giả dạng cho người khác đem đến bán cho chúng tôi, ham rẻ chúng tôi mua vô và sau đó không bán được. Cho đến ngày đi Mỹ thì vẫn còn trong nhà. Thấy coi bộ bán ở chợ trời không khá, một dịp khi thăm một người bà con ở quận 11, được biết người bà con này có phần hùn vốn trong một xưởng sản xuất nước tường. Vợ tôi mới bàn với tôi đổi cách làm bằng nghề đi bỏ mối ở chợ Bến Thành. Thế là vợ chồng tôi lại chuyển qua nghề bỏ mối nước tường. Chúng tôi mua nước tương rồi thuê xe ba gác chở từ Phú Thọ Hòa đến chợ Bến Thành để bỏ mối bán. Tôi đứng ở ngoài giữ hàng, còn vợ tôi thì đẩy hàng vào chợ giao cho khách hàng. Cô ấy không cho tôi vô chợ vì sợ gặp người quen. Bỏ mối nước tương được một thời gian, tôi thấy vợ tôi khiêng nặng và cực nhọc quá mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, nên vợ chồng tôi bàn nhau đổi nghề một lần nữa. Chúng tôi đến xưởng dép cao su xin mua về rồi đi bán lại. Cả tháng trời, mỗi ngày chúng tôi phải chờ đợi từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mà chỉ lấy được vài lô dép. Sau đó, chúng tôi đem những lô dép đó đi bán ở chợ Đại Quang Minh và chợ lớn. Sau một thời gian quen rồi, chủ hãng giao cho chúng tôi nhiều hơn và bán hàng ở chợ họ cũng đặt hàng nhiều hơn. Có hôm chúng tôi bán được hơn 50 lô dép.
Những người lấy mối dép như chúng tôi thấy chúng tôi được chủ hãng giao cho một số lượng lớn, họ ganh tị, kiếm chuyện, gây sự và dọa đánh chúng tôi. Bọn họ thì đông, còn chúng tôi chỉ có hai vợ chồng. Bán dép thì nhẹ nhàng hơn bán nước tương và cũng kiếm tiền khá hơn, nhưng bây giờ chúng tôi cảm thấy không còn an toàn nữa. Mỗi lần đi lấy hàng, chúng tôi phải nhìn trước ngó sau xem có ai phục kích mình không rồi mới dám vào hiệu nhận hàng. Tôi thì lo cho vợ tôi, nhưng ngược lại nàng lại nói nàng không sợ mà chỉ sợ cho tôi. Cô ấy nói nếu tôi có mệnh hệ nào thì mẹ tôi sẽ oán trách cô ấy. Vì thế nên ngay cả chuyện đi bán ở chợ trời, bỏ mối nước tương hay bán dép, chúng tôi đều giấu mẹ tôi. Tiếp đó, Bảo Ân chuyển sang việc đi thu mua đĩa nhạc không lời để bán cho các quán cà phê và bán cho khách hàng qua lại trên đường Nguyễn Thái Bình. Ông đã kể một tình huống cho nhà báo Huy Phương ghi lại như sau. Tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên được là có một lần con trai tôi là Quý Khang đòi theo cha ra chợ trời chơi. Lúc đó Quý Khang mới 3 tuổi. Đến trưa, Quý Khang buồn ngủ, tôi đang bận coi hàng nên không thể chở Khang về, nên trải tạm tờ báo ra lề đường cạnh chỗ tôi ngồi bán hàng để cháu nằm ngủ. Nhưng xui xẻo làm sao, đúng lúc đó công an và quản lý thị trường đem xe đến đuổi hốt những người chiếm lòng lề đường để buôn bán. Lúc đó, cậu thương binh Quân thì tàn tật không chạy nhanh được, nên tôi phải phụ Quân gom hàng chạy cho nhanh. Quýnh quáng lo chạy nên bỏ quê thằng con đang nằm ngủ ngon lành trên lề đường. Sau đó, đường Nguyễn Thái Bình vắng người mua bán. Trên lề đường chỉ còn lại Quý Khang đang nằm ngủ trên tờ báo ở vỉa hè. Tôi đến đưa con về mà lòng cứ xót xa buồn tủi vì cảm thấy mình như đem con bỏ chợ. Thật là tội nghiệp cho thằng bé. Năm 1992, gia đình ông Bảo Ân sang Mỹ và định cư tại quận Cam từ đó đến nay. Những năm đầu tiên, cũng như bao nhiêu người mới sang khác, bà Ân phải ngồi shop may suốt ngày, còn ông Bảo Ân làm trong một hãng in áo và về sau sang làm cho một hãng Nhật chuyên sản xuất đĩa CD. Bảo Ân có hai con, gái là Nguyễn Phước Thủy Sĩ sinh năm 1976 và con trai là Nguyễn Phước Quý Khang sinh năm 1977. Như vậy, Nguyễn Phước Quý Khang là cháu đích tôn của cựu Hoàng Bảo Đại. Sau này, Nguyễn Phước Quý Khang tốt nghiệp UCI về ngành thương mại và hiện nay làm cho một công ty ngoại quốc ở Sài Gòn. Mặc dù gia đình Bảo Ân đến Mỹ từ năm 1992, nhưng vì thất lạc hồ sơ nên đến năm 2005, gia đình mới có quyền công dân. Lúc đó mới xin được căn cước và hộ chiếu để có thể sang Pháp thăm mộ cha, điều mà ông mơ ước từ lâu, nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Ông Bảo Ân đã liên lạc với một người bạn ở Paris là Đặng Văn Phụng và nhờ vợ chồng người này đi xem thử tình trạng ngôi mộ của vua Bảo Đại hiện tại nằm tại nghĩa trang Passy thuộc hạt Trocadéro Paris 16 ra sao. Lúc đầu, cuộc tìm kiếm không có kết quả. Về sau, gặp và hỏi một người cảnh sát già về ngôi mộ của vua Bảo Đại, thì ông này đã chỉ ngay vào ngôi mộ gần đó. Đó là một ngôi mộ không có bìa, không khắc tên, chỉ trơ trọi xi măng, trên như hai tấm đanh với mấy chậu hoa. Ông Phụng nhìn xuống ngôi mộ mà bật khóc rồi nghĩ bụng. Nơi yên nghỉ của một ông vua xưa của Việt Nam mà như thế này sao? Ông Bảo Ân hồi tưởng. Nghe anh Phụng kể mà tôi đã khóc nức nở. Thật tội nghiệp cho cha tôi quá. Cha nằm đó lạnh lẽo như một kẻ vô danh đã 8 năm rồi. Không ai biết để thắp một nén nhang cho cha ấm lòng. Nghĩa trang Passy ở Paris là một nghĩa trang nổi tiếng được xây dựng từ đầu thế kỷ 19, nơi chôn cất nhiều nhân vật lừng danh của thế giới. Nhưng vì vua Bảo Đại không có tiền và cũng không có thế lực để được chôn cất tại nghĩa trang lớn đó. Còn đây là phần mộ của một thương gia giàu có ở Paris, rất kính trọng cựu hoàng khi nghe tin ông qua đời, đã hiến phần đất này cho ngài. Về việc xây mộ cho cựu hoàng Bảo Đại, khi ông từ trần ở Paris, chỉ có người vợ cuối cùng của ông là bà Monique, người Pháp ở bên cạnh. Và trên pháp lý, chỉ có bà Monique, người vợ có hôn thú còn sống mới có quyền xây ngôi mộ cho ngài. Vì thế mà các bà vợ ngoài hôn thú cùng con cháu của họ cũng không thể làm việc đó. Nếu không có sự đồng ý của bà Monique, nhiều người giàu có muốn xây mộ cho vua Bảo Đại để lấy tiếng cũng bị bà Monique cản trở. Ông Bảo Ân rất xúc động và đau lòng khi đã sang Paris viếng ngôi mộ này, nên ông đã khẩn khoản tìm người giúp ông làm mộ lại cho cha có bia tử tế. Ông Bảo Ân cùng ông bạn Phụng đến tìm ông Nguyễn Duy Hiệp, một người Việt có dịch vụ chuyên lo về thủ tục mai táng của thành phố Paris. Ông này khi nghe nói đến có một người con của cựu hoàng hiện ở Mỹ có quan tâm đến ngôi mộ, ông rất cảm kích và ngỏ ý ông sẽ liên lạc với bà Monique để thuyết phục bà có thể tiến hành việc xây lại ngôi mộ cho cựu hoàng Bảo Đại.
Ông Nguyễn Duy Hiệp giải thích là bà Monique có nhờ ông quyên tiền để xây mộ cho cựu hoàng. Nhưng trong 3 năm, ông chỉ mới quyên được 1.200 euro. Vậy nếu Bảo Ân có khả năng làm được, thì mời sang Paris, chúng ta sẽ bàn tiếp. Sau đó, một ông chủ công ty bia mộ ở Paris thấy hoàn cảnh của cựu hoàng Bảo Đại đáng thương nên đã gặp bà Monique và điều đình với bà. Nếu bà bằng lòng, thì ông sẽ thực hiện bản vẽ và ông sẽ giúp 50% chi phí tổn thất xây cất. Ông Nguyễn Duy Hiệp cũng góp lời thuyết phục, cuối cùng bà Monique đã đồng ý và giao cho ông Hiệp gây quỹ trong bà con cộng đồng Việt Nam để thực hiện việc xây dựng mộ cho cựu hoàng Bảo Đại, được có tấm bia tử tế và trang trọng. Hiện nay, ông Bảo Ân rất vui mừng đã có cặp cháu nội song sinh là Nguyễn Phúc Định Lai và Nguyễn Phúc Định Luân sinh năm 2012. Như thế là cựu hoàng Bảo Đại có chắt đích tôn tiếp tục nối dõi tông đường của ngài Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông Bảo Ân cũng rất mong có dịp đem cả vợ con và con cháu về quê để thăm Huế, thăm viếng lăng mộ của ông bà nội và thăm bà con họ hàng cho thỏa lòng thương nhớ sau mấy chục năm xa cách ly hương. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.